Thưa quý vị, thưa các bạn, theo kết quả phân tích và đánh giá của các cơ quan chức năng về chất lượng các sản phẩm thuốc lá nhập lậu đều có chứa các chất độc hại, đặc biệt nguy hiểm là chất cấm thuộc nhóm Sumarin được chủ động tẩm vào sợi thuốc lá trong quá trình sản xuất, gây ra. Để tránh gây tác hại cho người tiêu dùng trong nước, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm và tập trung đấu tranh xử lý quyết liệt các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là thuốc lá lậu, thuốc lá giả. Tại hội nghị về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 và bàn về quy chế quan hệ phối hợp giữa các lực lượng, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã thẳng thắn nhìn nhận công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa các lực lượng chưa kịp thời, chủ yếu chỉ thực hiện khi có yêu cầu, sự phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương chưa được thường xuyên. Do vậy, trong thời gian tới, Quảng Ninh yêu cầu các lực lượng cần tăng cường quản lý tốt địa bàn, kiên quyết triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm, đường dây buôn lậu thuốc lá. Phát huy hơn nữa vai trò giám sát của nhân dân, phối hợp phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đến đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn. Các lực lượng chức năng như công an, biên phòng, hải quan và lực lượng quản lý thị trường là có kế hoạch cụ thể đối với từng địa bàn cụ thể, đặc biệt là quan tâm đến công tác chống buôn lậu thuốc lá qua biên giới. Tinh thần theo cái hướng là rõ người, rõ việc và rõ trách nhiệm cho từng cơ quan. Ví dụ tuyến ngoài là sát biên giới là biên phòng, cửa khẩu là hải quan, đường dây ổ nhóm là công an và trong nội địa là đối với lực lượng quản lý thị trường. Trên tuyến biên giới tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa diễn ra nhỏ lẻ do các lực lượng chức năng phía Việt Nam và Trung Quốc đồng loạt tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực đường biên giới. Tuy nhiên, khi tuyến biên giới đường bộ bị lực lượng chức năng bịt chặt, thì các đối tượng buôn lậu lại chuyển hướng hoạt động trên tuyến đường biển. Một số hoạt động tập kết vận chuyển trái phép thuốc lá điếu với quy mô lớn đã bị phát hiện và thu giữ. Điển hình là vào đầu tháng 4 năm 2016, Đội Kiểm soát chống buôn lậu thuộc Trạm Kiểm soát Liên hợp km 15, Bến Tàu Dân Tiến, lực lượng chức năng thu giữ được 138 thùng thuốc lá điếu, gồm 48 thùng thuốc lá nhãn hiệu SC Special Gold, tương đương với 24.000 bao, 90 thùng thuốc lá SC Light, tương đương với 45.000 bao. 6 tháng đầu năm, thì trạm cũng đã đoàn kết giữa các lực lượng và cũng tăng cường phối kết hợp với các lực lượng chức năng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà Ủy ban tỉnh và Cục Hải quan tỉnh giao cho trạm. Đặc biệt trong năm nay thì bắt mỗi một vụ thuốc lá hiệu SC là 138 thùng. Cái này chúng tôi đã bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục xử lý. Trước đó, cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đã phát hiện một xuồng cao tốc có dấu hiệu nghi vấn. Trong quá trình truy đuổi, xuồng cao tốc đã vứt bỏ các bao tải xuống biển và tẩu thoát. Đơn vị đã tổ chức vớt các bao tải lên, kiểm tra thu giữ được 6.000 bao thuốc lá ngoại mang nhãn hiệu 3 số 5. Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh, hoạt động buôn lậu thuốc lá điếu được tổ chức chặt chẽ, tinh vi, hình thành đường dây khép kín, có sự móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài, chủ yếu là Trung Quốc và Campuchia. Trong đó có khu vực biên giới tỉnh Quảng Ninh, chủ đầu nậu thuốc lá thường tập hợp số lượng lớn hàng từ bên kia biên giới, chọn thời điểm thuận lợi, đêm tối, dùng xuồng cao tốc công suất lớn để vận chuyển về giao hàng tại các địa điểm đã được quy ước từ trước. Để vận chuyển chót lọt hàng lậu, các đối tượng trang bị phương tiện liên lạc hiện đại, sẵn sàng chống trả, thậm chí đâm va vào phương tiện nghiệp vụ của lực lượng chức năng, gây nguy hiểm đến tính mạng của cán bộ chiến sĩ nếu bị phát hiện và truy cản. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc thì bắt giữ được các cái đối tượng cũng như ổ nhóm đường dây hoạt động buôn lậu thuốc lá thì đều triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh làm rõ về cái nguồn gốc hàng hóa, các cái đối tượng liên quan để đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật. Đấy cũng là một cái hình thức để răn đe, làm tốt cái công tác phòng ngừa. Do vậy đã cái tình hình về buôn lậu
buôn bán, tàng trữ, vận chuyển cái mặt hàng thuốc lá là đã cũng đã giảm rõ rệt. Để công tác đấu tranh trong phòng chống thuốc lá giả, thuốc lá lậu đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh đã kiến nghị các ngành chức năng trung ương khi phát hiện, bắt giữ tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cần có sự phối hợp kịp thời giữa các cơ quan chức năng của tỉnh, tránh để xảy ra khó khăn trong thu thập chứng cứ hoặc không xử lý hình sự được do việc chậm phối hợp hoặc không có sự phối hợp. Đồng thời, kiến nghị chính phủ về việc sớm ban hành quyết định thay thế quyết định số 65/2010/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại cho phù hợp với tình hình thực tế.